Hi, xin chào toàn thể các quý vị và các anh chị, cô dì chú bác. Lại tiếp tục một video nữa, thầy Hiểu Lâm đi rừng lấy thuốc. Và hôm nay thầy Hiểu Lâm xin phép toàn thể các cô dì chú bác và các bậc cao nhân, các danh y. Thầy Hiểu Lâm làm cái video này giới thiệu đến toàn thể các anh chị biết về một cái cây thuốc quý mà nay thầy Hiểu Lâm vào đến trong rừng sâu, thầy Hiểu Lâm lấy và làm cái video này cho mọi người tham khảo, ý nghĩa cho những người quan tâm và để ý đến cây thuốc và đang làm thuốc như bên nhà mình thì tham khảo. Này nắng quá, ở kia mát rồi đấy. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về cây thuốc nhé các bác. Xin mời quý vị cùng thầy Hiểu Lâm đi tìm cây thuốc. Đường đi rất là hiểm trở nhé các bác nhé. Đó, chúng ta lên núi rất cao rồi này. Đấy, cái suối ở dưới. Đây, đây thầy Hiểu Lâm sẽ giới thiệu về cây thuốc bị đau lưng, chèn dây thần kinh tọa, tê mỏi chân tay và tê một bên chân một bên tay, tê từ mông xuống hai chân. Đó là cái cây thuốc tê chân tay mà chữa đau lưng phải có nó, như khi chữa đau lưng và bị chèn dây thần kinh. Đấy, thì gọi là cây thần kinh tọa. Đây, đó là cái cây này. Đó. Đấy, lá ở đây nhé các bác nhé, các anh chị. Đây, lá của nó đây. Và thân của nó đây. Cây này cây bé. Thân đây. Cái này thì nhà mình cứ truyền lại gọi nhau là cây kiến cắn. Cây kiến cắn. Vậy là buồn bực chân tay này, tê mỏi chân tay này. Đấy, bại liệt là lấy cây này về băm ra và đun uống. Đấy, gọi là cây thần kinh tọa. Còn tên chính thức của nó thì là cây gì? Thì mời các bác... toàn thể các bác đóng góp ý kiến và bình luận ở phía dưới cho thầy Hiểu Lâm. Còn bên nhà mình thì gọi là cây kiến cắn hay là cây bọ mẩy đỏ. Còn gọi là cây tê chân tay. Buồn bực, bị đau lưng thái hóa. Thì mình lấy thuốc cho người ta mà người nào bị chèn dây thần kinh, tê chân tê tay, tê từ mông trở xuống hay tê hông đều phải có cái vị thuốc này kèm theo, để thuốc chữa đau lưng rồi, chữa thái hóa rồi, nhưng mà cái cây này trộn vào để cho uống khỏi tê chân tê tay. Không vị thuốc này nữa. Đấy, giới thiệu với các bác, nó có những cây to lắm, nó là cây thân gỗ, có những cây to có thể to bằng cái chuôi dao, bằng cái cổ tay của mình ấy. Nhưng mà hôm nay chưa nhìn thấy cây nào to, thì để thấy cái bé bé này thì quay lên đây cho các bác cùng tham khảo. Đây, lá của nó đây, tím cái này. Đấy, cây này đây có một cây bé bé nữa. Đó, thân của nó thì màu xanh,
nó có từng đốt này, lá thì mọc đối nhau này. Đấy, nó có một điểm rất đặc biệt đó là đôi lá dưới là thân thì đối ngang như này, và lên đến đôi lá trên nữa đối ngang, so le lại và cứ như thế lên. Đấy, lá thì phần ngọn nó màu xanh tím. Đấy, nó màu tím. Không có cây nào to hơn. Đây thì chặt một ít về thái. Cây này thì nó rất là giòn nhá. Về thái máy nó sẽ không thành miếng đâu, nó sẽ vỡ vụn nha. Thế mà các bác này như vậy. Đấy, đây có cây bò rác này, mình hái ít lá này. Đấy. Bọc đau xương. Đấy, nước xương. Đó, đây có một cây lớn hơn một chút này. Đấy, lá nó đây. Cái này to hơn một chút. Đó. Và thân ở đây nhá. Các bác. Thân ở đây. Chữa về đau đau nhức xương khớp. Đấy, tê mỏi chân tay. Đây, cái điều nó như thế này, này. Thân già nó có màu mốc như này, và lên đến đoạn nửa thân thì cái đoạn non ấy thì bắt đầu nó già, nó đầu nó mốc lên đấy. Đó, nó già đâu nó mốc lên đấy. Và lên trên này nó xanh, chuyển sang màu xanh. Và lên ngọn nó chuyển sang màu xanh tím tím nhá. Các bác. Đó là cây. Nội dung video hôm nay là làm giới thiệu với các bác về cây thuốc quý đọ. Đấy, ở đây rất nhiều cây sói này. Cây sói rừng. Sói rừng lá tốt thế, lên mầm non thế. Đây, đây, cái rừng. Đó. Đấy, cái sói rừng mùa này, cây kia đã có quả đỏ chét đi. Quả đỏ rất là đẹp này. Đấy, cây sói rừng thì đó, quả đây các bác nhé. Đó, đỏ rất đẹp. Cây sói rừng thì không biết các bác dùng chữa cái gì, còn bên nhà mình thì dùng nó vào chữa vào dạ dày, đau dạ dày và ho, rát, viêm họng và chữa nấm cổ. Chúng ta lấy cây sói rừng về đun uống. Ở trong rừng này có cả cây xích đồng nam nữa kìa. Đó, một cái video ngắn với nội dung chia sẻ và giới thiệu về cây thuốc cho quý vị và các bác. Tuy không hay thì các cao nhân, các quý vị thông cảm, và thầy Hảo Lâm xin phép được chúc toàn thể các bác, các cô dì chú bác luôn luôn có một sức khỏe dồi dào. Thầy Hảo Lâm xin hẹn cô dì chú bác vào những video tiếp theo của thầy Hảo Lâm. Video này của thầy Hảo Lâm đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.